موجبات الاغتسال، متى يجب على المرء أن يغتسل ذكر أو أنثى؟ نعم. Và khi nào chúng ta bắt buộc phải tắm nước junub đối với nam và nữ؟ الأول إسلام الكافر، الكافر إذا أسلم لابد يغتسل. Điều đầu tiên đó chính là một người ngoại đạo khi bước vào tôn giáo Islam thì khi người đó trở thành người Muslim thì bắt buộc người đó phải tắm. الثاني موت غير الشهيد، أي إنسان يموت مسلم لابد نغسله ونكفن ونصلي عليه، إلا الشهيد لا يغسل، شهيد المعركة. نعم. Thứ hai đó chính là người chết. Thì người chết bắt buộc phải tắm. Và những người thực hiện bổn phận đối với chúng ta những người sống đó chính là tắm cho những người chết đó, ngoài trừ những người shahid, những người tử vì đạo thì không cần phải tắm cho họ. المرأة إذا طهرت انتهى الحيض والنفاس لابد من الاغتسال. Những người phụ nữ khi kết thúc thời kỳ kinh nguyệt của mình thì điều đầu tiên mà cô ta phải làm đó chính là tắm junub. خروج المني، إذا خرج المني السائل الأبيض الذي له لون سواء من مستيقظ أو من ناعم لابد يغتسل. Điều tiếp theo đó chính là khi chúng ta xuất tinh kể cả nam và nữ thì khi mà chúng ta xuất tinh đó bất kể là chúng ta đang ngủ hay chúng ta đã thức dậy thì điều bắt buộc của chúng ta đó chính là phải tắm junub. نعم والجماع كذلك. Và tiếp theo đó chính là khi chúng ta quan hệ vợ chồng với nhau. إذا حدث أي واحد من هذه الأشياء الستة لابد من الاغتسال. Và khi xảy ra một trong những điều đó đối với chúng ta thì bắt buộc chúng ta phải tắm junub trước khi chúng ta muốn thực hiện những cuộc hành đạo khác.